Hey, xin chào quý khán thính giả đã quay trở lại với tin người Việt ngày 21 tháng 2 năm 2022. Và thưa quý vị, hôm nay là sáng thứ hai và cũng trùng với ngày lễ Family Day. Xin chúc quý vị có một ngày thật là hạnh phúc và ấm áp bên gia đình cũng như là bạn bè. Và thưa quý vị, quay trở lại để cập nhật tin tức trong ngày hôm nay đó là liên quan đến vấn đề mà Alberta đã đệ đơn lên tòa án về việc Ottawa sử dụng đạo luật cho các trường hợp khẩn cấp. Thủ hiến của Alberta đó là ông Jason Kenney cho biết tỉnh sẽ phản đối việc mà chính phủ liên bang sử dụng đạo luật và các trường hợp khẩn cấp tại tòa án. Việc mà chính phủ liên bang viện dẫn đạo luật và các trường hợp khẩn cấp là một biện pháp không cần thiết và không xứng đáng, có thể vi phạm quyền tự do dân sự, xâm phạm quyền tài phán của tỉnh và tạo ra một tiền lệ rất nguy hiểm cho tương lai. Ông nói trong một video để đăng trên mạng xã hội rằng: Nó không cần thiết các cơ quan thực thi pháp luật cấp tỉnh có khả năng để đối phó với các vụ chặn đường bất hợp pháp này. Thủ tướng Justin Trudeau đã trở thành nhà lãnh đạo Canada đầu tiên viện dẫn luật liên bang như một biện pháp cuối cùng để đối phó với các cuộc biểu tình kéo dài gần 4 tuần tại thủ đô Ottawa để chống lại các biện pháp y tế công cộng. Thủ tướng cho biết, người dân Canada có quyền biểu tình một cách hòa bình nhưng phải làm sao hợp pháp và hòa bình. Câu hỏi đặt ra là tại sao các chính phủ liên bang lại sử dụng quyền lực không cần thiết để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và tài sản chẳng hạn như là từ những người ủng hộ đoàn xe tự do một cách tùy tiện, bất hợp pháp, không có lệnh của tòa án dựa trên ý kiến của họ hoặc là những người mà họ đã quyên góp. Ông Kenny nói. Ông nói thêm rằng những quyền lực có được thiết kế để làm gián đoạn các hành động như là tài trợ khủng bố đoàn thực sự nó không có ý nghĩa. Tỉnh bang cũng đang xem xét hoạt động như một bên để can thiệp để hỗ trợ cho thách thức của tòa án khác do Hiệp hội Tự do Dân sự Canada và Quỹ Hiến pháp Canada khởi xướng. Hôm thứ năm, thì Thủ hiến Kennedy cũng đã viết một lá thư cho Thủ tướng Justin Trudeau để bày tỏ sự phản đối đối với tỉnh về đạo luật khẩn cấp đang được sử dụng để chấm dứt các cuộc biểu tình của đoàn xe tự do ở Ottawa và các cuộc biểu tình khác chống lại các hạn chế về y tế công cộng. Trong bức thư ông Kenny nói rằng việc mà Ottawa tuyên bố tình trạng khẩn cấp về trật tự công cộng là trái với mong muốn của Alberta và có những cách khác mà chính phủ liên bang có thể hỗ trợ tình hình ở Ottawa thay vì những biện pháp hà khắc như vậy. Và thưa quý vị, hiện nay thì cuộc biểu tình đã được mở rộng ra ở nhiều thành phố ví dụ như là Toronto cũng như là những thành phố khác ở Ontario. Chính quyền tuyên bố hỗ trợ 20 triệu đô la cho các doanh nghiệp Ottawa bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình. Các doanh nghiệp ở Ottawa bị ảnh hưởng bởi cuộc biểu tình của đoàn xe tự do sẽ đủ điều kiện để nhận 10.000 đô la tiền mà à, liên bang tài trợ để giúp họ trang trải chi phí hoạt động. Chính phủ liên bang đã công bố khoản hỗ trợ lên tới 20 triệu đô la để cung cấp khoản đóng góp không cần hoàn trả cho các doanh nghiệp ở Ottawa bị thua lỗ trong 3 tuần bị phong tỏa thưa quý vị. Trung tâm Rider và một số doanh nghiệp nhỏ và nhà hàng đã đóng cửa kể từ ngày 29 tháng 1 khi mà các phương tiện bắt đầu chặn các đường phố trung tâm thủ đô để phản đối quy định về vaccine. Hội đồng bán lẻ Canada ước tính trong 7 ngày đầu tiên đóng cửa đã khiến cho trung tâm Rider bị mất doanh thu khoảng 19,7 triệu đô la. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ phải nộp đơn hỗ trợ không hoàn trả lên tới 10.000 đô la cho các chi phí hoạt động thiết yếu mà không được các chương trình liên bang khác tài trợ. Invest Ottawa đã làm việc với Hội đồng Thương mại Ottawa và liên minh các khu um, các khu vực cải thiện doanh nghiệp của Ottawa để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thông tin thêm về quá trình đăng ký sẽ được đăng trên trang web Invest Ottawa trong những tuần tới thưa quý vị. Tuy nhiên thì một số người như là ông Paz Nicastro của Lapogay đã cho rằng khoản hỗ trợ tài chính không đủ để có thể bù đắp tổn thất về kinh doanh của họ trong cuộc biểu tình. Canada sụp đổ, Mỹ đối mặt với nguy cơ. Đây là một bài viết đáng chú ý khi mà một cựu cố vấn chiến dịch tranh cử của Bill Clinton và Al Gore cho rằng tấm gương sói mòn dân chủ và đầy rẫy những nguy cơ khác Do tình trạng khẩn cấp của Canada mang lại chính là những gì mà người dân Mỹ sẽ sớm phải đối mặt. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra một thông báo quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Covid-19. Quốc hội Mỹ sẽ tổ chức bỏ phiếu ở hai viện. Vào lúc châu Âu đang tiến hành dỡ bỏ hầu hết các hạn chế Covid-19 thì tổng thống Biden cho biết trong thư gửi Quốc hội Mỹ vẫn cần phải tiếp tục tình trạng khẩn cấp quốc gia này. Đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ra rủi ro lớn hơn cho sức khỏe cộng đồng và an toàn của quốc gia. Điều cần thiết là phải tiếp tục chiến đấu và ứng phó với Covid-19 với đầy đủ năng suất và khả năng của chính phủ liên bang. Tình trạng khẩn cấp tại Mỹ đã kéo dài gần 2 năm từ khi mới bắt đầu đại dịch Covid-19 và trong thông báo gia hàng tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Biden đã không đề cập đến ngày kết thúc thưa quý vị. Tình trạng khẩn cấp mở rộng quyền hàng của các tổng thống Mỹ cho thêm các vị này lên tới 139 quyền. Hai quyền tiêu biểu trong số đó là quyền điều động quân đội để chống nổi loạn và quyền thiết quân luật, chẳng hạn như là quân đội có thể khám xét, bắt giữ, không cần lý do, tước bỏ tự do đi lại, tự do ngôn luận, hoặc là tự do hội họp. Đây là một trong những điều rất là quan trọng và hiện nay Canada đang đấu tranh cho những điều đó thưa quý vị. Bộ Y tế của Mỹ cũng đã 8 lần gia hạn tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng suốt từ tháng 1 năm 2020 đến nay. Tình trạng khẩn cấp cho phép Bộ Y tế nhận được hàng tỷ đô la hỗ trợ ứng phó với COVID-19. Thực tế là con số từ Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ Mỹ là GAO cho biết, Bộ Y tế Mỹ đã nhận được khoảng 484 tỷ đô la tiền cứu trợ COVID-19 trích lập từ 6 luật cứu trợ của liên bang. Trải qua 10 lần sửa đổi, chỉ trong Covid-19 cho đến nay, thì Bộ Y tế Mỹ đã không chỉ giới hạn những miễn trừ trách nhiệm như trên trong các biện pháp ứng phó với Covid-19 như là về việc vaccine, mà đã mở rộng ra tất cả với những người đủ tiêu chuẩn mà kê đơn, cấp pháp hoặc là tiêm vaccine cúm mùa. Tại Canada, các lệnh bắt buộc cũng như là các hạn chế khắc khe xung quanh Covid-19 đã kích hoạt đoàn xe tự do, một cuộc biểu tình trong những người lái xe tải xuyên biên giới Canada và Hoa Kỳ nay đã lan rộng ra trên khắp thế giới. Với quyền hạn mới được cấp theo đạo luật về các trường hợp khẩn cấp, thì Phó Thủ tướng Canada là bà Freeland cho biết các khoản tài trợ liên quan đến cuộc biểu tình đã và sẽ tiếp tục bị đóng băng. Cảnh sát trang bị vũ khí, gồm cả súng trường cũng đã ra quân đàn áp và bắt giữ 170 người biểu tình tính đến khoảng 4 giờ chiều ngày 19 tháng 2 năm 2022. Tuyên bố khẩn cấp của chính phủ là chưa từng có và hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền trong hiến pháp của người dân Canada. Đây là những điều mà giám đốc điều hành hiệp hội tự do dân sự Canada đã cho biết. Về giám đốc tranh tụng của tổ chức hiến pháp Canada đã nói rằng Thủ tướng Trudeau đã đặt ra một tiền lệ nguy hiểm bằng cách viện dẫn đạo luật các trường hợp khẩn cấp liên bang chưa từng được sử dụng trước đây để giải quyết một tình trạng hiện tại. Tình trạng hiện tại không đáp ứng được những ngưỡng cao cho phép tuyên bố tình trạng khẩn cấp về trật tự công cộng trong đạo luật về các trường hợp khẩn cấp. Tiến sĩ Naomi, một trong những cố vấn cho chiến dịch tái tranh cử của cựu tổng thống Bill Clinton và chiến dịch tranh cử tổng thống AGO cho rằng bài học ngay trên đầu nước Mỹ là Canada đã cho thấy, sẽ chỉ còn 2 đến 3 tuần nữa là chính quyền Mỹ cũng sẽ lặp lại vở diễn tương tự như ở Canada. Bà cho rằng, Mỹ đang ở trong một tình huống cực kỳ bấp bênh để có thể khôi phục lại chế độ pháp quyền khi mà tình trạng khẩn cấp tiếp tục được gia hạn vô thời hạn như hiện nay. Và một bài viết cũng được chú ý thưa quý vị khi mà tình trạng khẩn cấp có lợi cho ai là một câu hỏi được đặt ra. Hai nghiên cứu gần đây về quyền lực trao cho các chính phủ trong tình trạng khẩn cấp cho thấy quyền lực gia tăng thường không được sử dụng để đối phó hiệu quả với tham họa hay hạn chế một số thương vong mà lại hay được sử dụng cho những mục đích khác. Đại dịch Covid-19 đã chăm ngòi cho một cuộc trò chuyện rất cần thiết về việc sử dụng quyền lực trong tình trạng khẩn cấp vì chúng đầy rẫy những cám dỗ về quyền lực và chỉ mang lại lợi ích cộng đồng dưới mức tối ưu. Điển hình việc mà Tổng thống Biden không thành công trong việc bắt buộc các doanh nghiệp tư nhân để tiêm chủng Covid-19 và việc mà Thủ tướng Justin Trinh Chu sử dụng quyền lực của đạo luật các tình trạng khẩn cấp nhằm chống lại các cuộc biểu tình của đoàn xe tải càng khiến cho cuộc thảo luận này cấp bách hơn bao giờ hết và đưa ra những câu hỏi quan trọng về việc động lực nào đã chuyên cảm hứng cho những chính sách như vậy? Có rất nhiều nghiên cứu về tác động lựa chọn công cộng đối với quyền lực mở rộng của chính phủ. Và gần đây, những tác động này trong thời kỳ Covid-19 đã được minh họa qua hai bài nghiên cứu về kinh tế chính trị trong tình trạng khẩn cấp của Christian Borchukov và Stefan Voigt. Các nghiên cứu này đã xuất hiện trên tạp chí Luật và Kinh tế châu Âu vào khoảng năm 2020 thưa quý vị và tạp chí Lựa chọn công cộng năm 2021. Các nghiên cứu như thế này là đặc biệt sâu so sắc vì quyền lực trong tình trạng khẩn cấp đã đem đến cho nhiều chính phủ khuôn khổ chính để tiến hành chính sách y tế công cộng trong Covid-19. Nghiên cứu năm 2020 so sánh việc sử dụng quyền lực trong tình trạng khẩn cấp trên toàn thế giới để ứng phó với đại dịch. Trong lịch sử thì các trường hợp khẩn cấp đều là cái cớ để mở rộng quyền lực của chính phủ và trải nghiệm của chúng ta với COVID-19 cũng cho thấy xu hướng này. Ông Boczkowski và ông Voigt đã đánh giá rằng lần này cũng chẳng khác gì, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng nhiều chính phủ trên toàn thế giới đã thực hiện các chính sách nặng tay mà không có mấy liên quan đến việc giảm nhẹ các ca bệnh hoặc là tử vong. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo chính trị có xu hướng đưa ra các quyết định tối đa hóa quyền lực dựa trên những ràng buộc chính trị vốn có tại quốc gia của mình. Nghiên cứu năm 2021 của Boscov và ông Voi đã xem xét việc sử dụng quyền lực trong tình trạng khẩn cấp từ năm 1990 đến năm 2011 ở 122 quốc gia và kết luận rằng không có lợi ích rõ ràng nào từ việc sử dụng những quyền hạn ấy. Ông Petrakov và ông Voigt quyết định rằng khi mà đánh giá đến nhiều yếu tố khác nữa, chẳng hạn như là mức độ nghiêm trọng của thảm họa đang được ứng phó, thì quyền lực, thì quyền lực trong tình trạng khẩn cấp không cứu được nhiều mạng sống hơn. Tuy nhiên, thì các nhà nghiên cứu này cũng phát hiện ra rằng quyền lực trong tình trạng khẩn cấp có tương quan đến vi phạm nhân quyền và sự thoái hóa của các thể chế dân chủ và thậm chí là gia tăng tử vong. Hơn nữa, họ gợi ý rằng những quyền lực trong tình trạng khẩn cấp này có khả năng liên quan đến việc các ứng phó cá nhân đối với thiên tai bị dẹp ra để thay bằng phản ứng của chính phủ và họ nói rằng tạo điều kiện cho các cá nhân ứng phó với thảm họa có thể dẫn đến các giải pháp hiệu quả hơn so với các giải pháp do các quan chức nhà nước thực hiện. Trong khi đó, hai nhà nghiên cứu này cũng chỉ ra các giới hạn và nguy cơ của quyền lực trong tình trạng khẩn cấp chúng cũng chứng minh rằng các ràng buộc thể chế đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc định hướng chính sách của đại dịch. Sau khi đánh giá đến sự khác biệt trong cấu trúc của chính phủ, các quốc gia có nhiều pháp quyền cũng như là mức độ tự do báo chí cao thì ít có khả năng tuyên bố một tình trạng khẩn cấp hơn. Trong khi cả mức độ dân chủ và mức độ phát triển kinh tế đều không phải là các yếu tố dự báo quan trọng cho việc tuyên bố một tình trạng khẩn cấp. Tóm lại, nhiều quyền lực hơn được trao cho chính phủ dẫn đến khả năng cao hơn là họ sẽ lạm dụng quyền lực đó và trong nhiều trường hợp sự lạm quyền này có thể chỉ đơn giản là do sự cản trở từ các quy định hoặc là đến từ sự kém năng lực dẫn đến việc phá vỡ các giải pháp của cá nhân. Ví dụ ở Mỹ, chúng tôi đã thấy sự can thiệp mạnh tay của chính phủ gây ra nhiều rắc rối hơn chứ không phải là ít rắc rối hơn trong việc ngăn chặn Covid-19. Như đã thấy, khi mà dịch bùng phát ở viện dưỡng lão, đóng cửa trường học và đóng cửa nhà hàng, trong tất cả các trường hợp này thì tiền pháp định của chính phủ đã thay thế cho hệ sinh thái toàn diện của các hoạt động tư nhân. Thưa quý vị, dường như là các bài phân tích về chính trị có vẻ như là uh, có đôi chỗ gây ra chúng ta khó hiểu, nhưng một điều mà chúng ta có thể nhận thấy trên thực tế là hiện nay các chính phủ điển hình như là tại Canada, uh, chính phủ liên bang không giải quyết đúng như bài viết phân tích, họ đã không làm cho tình trạng được giảm nhẹ hơn, mà thay vào đó đã gây ra một tình trạng khẩn cấp, hỗn loạn và gây chú ý trong toàn người dân và hiện nay uh, đoàn biểu tình tại Canada vẫn đang tiếp tục ở nhiều thành phố và ban biên tập sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị những tin tức mới nhất liên quan đến vấn đề này xin cảm ơn quý vị đã theo dõi phần cập nhật tin tức nhanh trong buổi sáng thứ hai ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo tại youtube channel tin người việt canada xin chân thành cảm ơn